Rồi, chào tất cả mọi người nha. Năm mới mình chúc tất cả anh em kết thủ và các anh em đồng nghiệp có một năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc ha. Tấn bật tấn tài, tấn bình an. Đó, làm việc thì gặp những điều suôn sẻ ha, thuận lợi trong cuộc sống. Rồi, thì mình hôm nay thì cũng mùng 6, mùng 6 Tết âm lịch. Mùng 6 âm lịch ha. Thì mình tranh thủ mình làm một cái máy lấy ngày. Đó, còn những cái đơn hàng này thì mình cũng đang ráp luôn, mà tranh thủ hoàn thiện một cây đặng cho anh trai anh có nick Zalo Quốc Hào ha. Mình cũng quên hỏi tên của anh. Thì anh có điện cho mình bữa mùng 3 Tết anh đặt máy rồi. Đó. Anh gọi cho mình đặt máy thì anh là anh vợ của anh Trắng. Anh Trắng thì ngày trước cũng xài máy của mình, một mẫu máy IRVT 10 feet như thế này, mà mẫu đó là mẫu phiên bản cũ 4-5 năm về trước rồi. Thì hiện tại thì anh kêu làm giống công suất giống như máy của em anh rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test máy ha. Đó là mẫu này thì anh em đã quá rành rồi, mẫu 2023, mẫu này hiện tại đang rất là ưa chuộng. Thì cái này mình nhắc lại ha. Cho mình nhắc lại cái gì, cái giới thiệu về cái sản phẩm lại. Mẫu này thì nó chuyên về đánh bộ nhiều hơn, có thể đánh thằng nhỏ, sử dụng bình 30 ampere trở lên, 30 Ah. Thì đánh có từ tùy theo cá mình đánh, cá rô phi thì nó hơi ăn điện một tí xíu. Đó, thì hoặc là mình đánh trúng gặp cá nhiều thì mình đánh từ tầm 3 tiếng trở lên. Tốc trê thì 4-5 tiếng là chuyện bình thường ha anh em. Đó. Còn pin thì anh em đi lâu hơn nữa. Đó. Còn như ví dụ như anh em cần đánh mà chiên thuyền nhỏ, mà có thể đánh bộ được thì mẫu 12 phép này. Đó. Mẫu này mình đang ráp cho anh trai ở bên Sóc Trăng nè. Mẫu này của anh Hiếu, Hiếu Vĩnh Long đặt dùm cho ông Hiếu ở Vĩnh Long, thì có xài máy của mình mà nhưng đều đã dùm cho ông anh ở Sóc Trăng. Đó, đánh nước lợ 5/1000. Đó. Đánh thuyền nhỏ, chuyên thuyền nhỏ mà đánh bộ thì bình 30 đi tầm 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi anh em. Đó. Đánh bình, mẫu này đánh từ bình 50 trở lên. Đó, chuyên thuyền nhỏ. Thì bình càng to thì anh em đánh càng lâu thôi. Rồi, bây giờ mình test máy ha. Cái máy giới thiệu sơ vậy thôi. Thì cũng đầu năm mới chúc anh em có một năm làm việc xuân sẻ rồi. Rồi, thì máy cọc ngoài sau hai cọc đỏ mình làm cọc rồi ha. Kèm theo anh là dây cò bóp 2 m. Đó, vừa đánh bộ vừa đánh thuyền nhỏ thì mình làm 2 m, 2,5 m gì đó. Hồi anh xuống thì mình hỏi bao nhiêu mét thì mình làm cho anh. Rồi. Giờ mình test máy ha. Rồi mình cắm cắm cò bóp vào. Mình lấy cái kẹp này mình kẹp đỡ trước ha. Còn cái vấn đề mà kỹ thuật máy, anh em hỏi máy chạy áp nhiêu, canh vòng bao nhiêu thì cái đó là tùy theo người thợ, người ta canh chỉnh theo đảo kháng của nước anh em, chứ không phải là máy nào cũng chạy áp cao là mạnh đâu, là áp thấp là yếu đâu. Đó. Tùy theo người thợ, người ta canh theo đảo kháng của nước nữa. Đó. Chứ không phải là nhiều anh em cứ nghĩ nói ông này ông kia này áp cao nó mạnh, đó là sai lầm nha. Rồi. Trước khi đi thì anh em máy điện tử anh em bóp cò trước một cái ha. Đó, bóp cò trước một cái đặng cho nó nạp tụ. Rồi. Cái mẫu này mẫu mình chạy áp thấp đánh nước lợ thôi. Thì đó, nước nhiễm tạp chất cho đến là mặn. Rồi. Nút xanh, nút đỏ là chỉnh tần số mạnh yếu nè. Nút nút trắng là chỉnh dẫn tập qua đây theo chiều kim đồng hồ. Đó, và đánh lì, dẫn ngược lại thì nó trọng xung thôi. Này mình đang tải 2 kW nha anh em. Rồi. Máy này thì cái lo nó kêu hơi lớn ha. Cái này mà đậy lại thì nó kêu sẽ nhỏ thôi. Nó kêu không đến nỗi lớn đâu. Tại như với mình quay cái điện thoại nó để gần nữa nó kêu rất là lớn. Kêu rất là to luôn. Cái máy này đánh có độ sâu tầm 2 m, có thể ăn 2,5 m. Kêu rất là nhỏ ha. Và mình dặn ngược lại là nó trọng xung nè.
dặn qua đây là chậm lại nè. Đó, à, tùy theo mình có làm chỉnh đu ti, anh em nào biết chỉnh đu làm, anh em nào biết sử dụng chỉnh đu ti thì đánh nó cá nó sẽ nổi đẹp. Đó, nói chung là cái này cũng mình vẫn chỉnh cho anh em dễ sử dụng thôi, nhưng đều anh em canh chỉnh nó vừa đủ thôi nè, chậm lại nè, tăng lên là nhanh nè, càng ngày càng nhanh nè, dặn qua đây thành đánh lì, là lúc này mạnh yếu nè. Máy rất là nhạy ha. Rồi vậy thôi. Nếu mà anh em đánh cá lóc á, cả này thôi 50. Nếu cá chết yếu thì anh em dặn lên nữa, hoặc là có thể anh em đánh lì. Cá lóc này nó nhẹ điện mà. Đó. Còn dặn ngang về thì đánh rô phi. Chưa chết là mình cứ tăng lên thôi, tăng bằng ít ít thôi. Rồi mình máy như thế này ha. Về nếu mà anh xài bình á, anh xài bình á thì bò bình ác quy á thì bò mở bò vào ở trong đây đó, trong kẹp rồi so luôn ha. Đó. Rồi đỏ dương đen là âm thôi, rất là đơn giản ha. Rồi mẫu 10 phép IRBT. Ở máy thì nó có chế độ đầy đủ ha, à, bảo vệ quá dòng nè, bảo vệ quá nhiệt luôn. Đó. Em đã thấy rồi ha, mẫu này mình làm mẫu này có HTD mà bán rất là chạy trên thị trường luôn, một năm ổng bán còn mấy ngàn cây á. Bên mình thì cũng vậy thôi, mình ra sao thì anh em mình đi sao thôi, nhưng điều anh em thì xài chung mạch. Hiện tại bây giờ mình đang xài mạch của HTD hết rồi. À quên nữa, mình có nói một chuyện nữa là bây giờ cho hết tháng giêng âm lịch ha. Đó, cho hết tháng giêng âm lịch thì mình sẽ giảm giá nha. Đó, mình giảm giá cho anh em. Máy này thì mình giảm, máy này có giá 1.800.000 nè. Đó, mình giảm giá cho anh 300.000 luôn. Đó, máy nhỏ dưới 2 triệu thì mình giảm giá 300.000 cho anh em ha. 2 triệu trở lên thì mình giảm 500.000. Đó, còn máy giá cao hơn nữa thì mình có thể giảm hơn nữa. Đó, nói chung là mình giảm giá từ 300 cho đến 1.000.000. Đó là trong tháng giêng này nha anh em. Đó, tiền lì xì Tết cho anh em á. Đó. Nhưng máy này là giá 1.800.000 đó, hồi anh chạy xuống nhà thì mình lấy 1.500.000 thôi. Đó, coi như anh đặt lấy lọc đầu năm. Rồi. Vậy ha. Thì anh em mình cũng cảm ơn anh em đã tin tưởng mà sử dụng những sản phẩm của mình trong những năm qua ha. Đó, còn máy thì chế độ của mình bảo hành đâu đó đầy đủ, chế độ bảo hành là 1 năm. Đó, từ máy lớn đến máy nhỏ, nước ngọt, nước lợn, nước mặn gì đó. Đó, thì anh em cần gì thì cứ gọi trực tiếp mình, hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại là 0799933977 ha. Đó, anh em gọi cho mình. Đó, mình tư vấn nó về dễ hơn ha. Rồi năm mới mình chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình, làm ăn nhiều, làm việc, làm những công việc thật là suôn sẻ đó, tiền tài lộc rồi vô đây nhà luôn nha. Rồi chào tạm biệt mọi người.